Các cầu thủ đội tuyển Ả Rập Xê Út đã có buổi tập thử sân Mỹ Đình vào tối 15 tháng 11 trước ngày tài đấu tuyển Việt Nam. Buổi tập bắt đầu vào lúc 18 giờ 30, sát giờ thi đấu chính thức để đội bóng này có thể làm quen với khí hậu và ánh sáng trên sân. Huấn luyện viên Herb Renard cùng các học trò có mặt tại sân Mỹ Đình từ 17 giờ 45, sớm hơn giờ tập 45 phút. Vị chiến lược gia từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tranh thủ thư giãn bằng màn đá bóng bàn với đội ngũ trợ lý. Các học trò của ông thì chia hai nhóm chơi đá bóng ma kỹ năng xử lý của những cầu thủ áo xanh rất nhanh và ăn ý. Theo quan sát, ban huấn luyện Ả Rập Xê Út bố trí rất nhiều hàng rào để cho các cầu thủ tập đá phạt. Đội bạn có thể đang tính đến chuyện giải quyết trận đấu từ những tình huống cố định. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam cũng có khá nhiều tình huống phạm lỗi khi theo kèm, một trong số đó đã khiến Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ. Ả Rập Xê Út đến Việt Nam với 26 cầu thủ, tuy nhiên không có sự phục vụ của thủ môn số 1 Mohamed al -Oais. trên sân tập thủ môn số 2 của họ là Fawad Ankani cũng đang phải tập riêng với nhân viên y tế. Nhiều khả năng, đội tuyển này sẽ sử dụng thủ môn trẻ Anyami, thủ môn số 3 trong cuộc đối đầu với Việt Nam. Cùng giờ, đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo không ra sân cùng các cầu thủ. Dù đối thủ của chúng ta ở trận đấu tới đang xếp đầu bảng với 5 trận bất bại, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang rất quyết tâm có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.